Đúng đấy, đấy cái những cái còn các cái vấn đề mà để quy tụ nhiều người và các thứ linh tinh ấy, thì nó vẫn là cái tương lai của chúng ta. Nếu các bạn muốn bán hàng, các bạn muốn thế nọ thế kia, vẫn phải làm nội dung mà theo cái hướng để nắm người theo dõi. Nhưng mà để người theo dõi thế nào để nó có nội dung, nó có chất lượng và nó trường tồn, thì vẫn là xuất phát từ cái tâm của các bạn. Các bạn muốn thế nào, cuộc sống của các bạn tốt lên, thì các bạn nên chia sẻ những cái điều như thế, nó thiết thực. Sản phẩm cũng vậy, nếu các bạn bán cái nọ cái kia thì các bạn phải trải trải nghiệm đã, xem nó tốt hay không. Chúng ta thấy tốt chúng ta mới chia sẻ, chứ không phải là vì chúng ta đang bán Mộc Hương thì nghĩ là việc Mộc Hương nó vô địch thiên hạ. Chúng ta cũng phải có tầm nhìn, chúng ta cũng phải có tư tưởng, chúng ta phải có tư duy thì chúng ta mới thấy được. Mà tự nhiên lại nói về chuyện bán hàng này, mẹ nó cứ bảo là nghiện hay quên. Đang nói về vấn đề mà thần đồng cơ mà, thì là đại ý là tôi cũng đọc nhiều từ cái năm lớp 3, lớp 4, cứ danh nhân là đọc đọc thì là trải qua những ý mình vun đắp, vun đúc được. Xong rồi dần dần mình tìm câu trả lời về vấn đề thần đồng. Thì đầu tiên là ví dụ như với những cái đứa trẻ 2 3 tuổi nó là thần đồng ấy, thì về sau không biết trả lời kiểu gì, mình lại nghĩ đến cái vấn đề tâm linh. Chắc là ngày kiếp trước nó làm tốt cái nhiệm vụ gì đó, nó làm tốt những cái công việc hiện tại nó đang làm, kiếp sau nó đẻ ra nó đã có cái kỹ năng, có cái tư duy, có cái như kiểu là cái hồi ức còn gợn lại để nó làm tốt cái nhiệm vụ của hiện tại. Ví dụ bây giờ ông là thần đồng của tiếng Anh chẳng hạn, ông đẻ ra phát rồi ông xì xà xì xồ tiếng Anh chẳng hạn, thì kiếp trước ông cũng giỏi tiếng Anh rồi và ông dùng tiếng Anh ở một cái việc gì đó. Còn nói chung là nói về cái vấn đề mà kiếp trước mới là có cái năng lực của kiếp trước, xong rồi nó gợi lại cho kiếp này nó chỉ là vu vơ vậy thôi. Để chúng ta bất lực quá thì chúng ta phải phải dựa vào tí của cái gọi là cái đạo lọ đạo kia để chúng ta đấy thôi. Chứ còn đôi khi nó cũng không hiểu được những cái đứa mà tầm 10 tuổi nó bây giờ có cái đứa nào ở bên Thái Lan hay là ở đâu đấy, nó 5 tuổi bố nó bắt chạy hình như Nga hay là đâu đấy, mà hôm hôm câu cá tôi nói đấy, bố nó bắt nó 5 tuổi 4 tuổi cởi trần trùng trục trời lạnh như gì ấy, nó chạy hàng 5 cây số hay 10 cây số ấy. Nó rèn luyện ý chí, rèn luyện con người. Và nói chung là nếu mà không chịu được lạnh thì mày hết cái hy vọng thần đồng đi, mày cứ chạy liên tục như thế. Khi mà bố cảm giác là mày không mệt, mày vẫn còn thoi thóp, mày thở được và hôm sau mày ấy được, thì mày sẽ có cơ hội thành thần đồng. Các ông hình dung chưa? Chứ còn bây giờ mà các ông thấy tôi cho con ra sông Hồng đã bảo là phản khoa học thì làm sao mà con ông cứ chỉ như gắt con người khác thôi, làm sao mà hy vọng được thành người nọ người kia. Thần đồng nó là ví dụ như là 1.000 tỷ lệ chọi 1 triệu người may ra được một người, thì cái cách giao dục và cái nói chung là kim cương nó được tạo ra từ áp lực đấy. Thì là tôi mới kể câu chuyện ấy, tức là 4 tuổi mẹ nó bố nó bắt cởi trần trùng trục lạnh như thế, nó bắt con chạy chạy không biết 5 cây hay mấy cây một ngày ấy. Các ông tự đọc các ông biết, 5 tuổi nó bố nó bắt nó phải lái máy bay rồi, nếu tay mày còn run mà máy bay rơi thì bố con mình cùng ngày giỗ. Còn mày mà lái được máy bay là mày thành thần đồng. Còn đôi khi chúng ta phải nói chung phải đánh đổi rất nhiều cái gương thần đồng, ban đầu là thần đồng. Nhưng mà chúng ta về sau như một cỗ máy, thời gian học hành mất tuổi thơ mới thế nọ thế kia. Thế là thành ra đành phải, người ta lại cảm giác cái tiếc nuối, nếu không thành thần đồng thì tốt cho con. Nhưng mà đã thành thần đồng rồi, mất cả tuổi thơ, mất cả cuộc đời luôn ấy. Cho nên là đánh đổi nó là cả một vấn đề. Còn đào tạo thần đồng thì rõ ràng các bạn phải hình dung là chúng ta phải 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 theo dõi con, đưa ra tất cả những offer, đưa ra nhiều trò, nhiều các vấn đề. Con nó thấy con nó tập trung ở vấn đề gì đó. Chúng ta bảo mẹ kiếp trước thằng này nói về toán phát, kiếp trước thằng này chắc nó cũng học giỏi toán, cho nên mình nói phát thằng này chú tâm luôn về toán. Mình nói về vấn đề lịch sử, hóa học rồi các thứ, cứ cho thằng nó xem tiến bị của phát H2O mới thế nọ thế kia. Tự nhiên thằng này chú tâm thế nhỉ. Thế là tương lai là sẽ học hóa tốt đấy. Xong rồi bắt đầu dạy nó học hóa, biết đâu hóa ra là tương lai nó là nghĩa. Cho nên nó nghe tiếng bịp nhưng không phải hóa đâu. Đôi khi mọi người cũng vậy, khi nuôi dạy con cái mà đây bây giờ như là nói nghiêm túc một tí, thì trong cuộc sống các bạn phải đưa ra cho con nhiều những món ăn hoặc là nhiều những sự lựa chọn. Xong rồi chúng ta mới phán đoán, chúng ta tập trung, chúng ta chú ý con nó để ý cái vấn đề gì, chúng ta tiếp tục. Còn con tôi cũng vậy, tôi thì cái thời gian mà tiếp xúc con nó ít, nhưng mà đại ý vừa rồi nó theo dõi lịch sử mấy các thứ thì mình cũng đấy là cái quá trình mà mình ấy thôi. Chứ còn thực ra là cái tính của mình cũng nhở nhơ, cái thứ hai là nghĩ ra là thành công ông nọ bà trai bà nó thì muốn là học tốt đi mai sau là bác sư, bác sĩ, kỹ sư mấy các thứ. Thì tôi khi tôi nói với mọi người
tôi mới bảo thằng Dũng ấy,